Bài phát biểu của Tổng thống Zelensky. Hôm nay, tôi đã gọi điện tới Tổng thống Liên bang Nga. Kết quả là sự im lặng, mặc dù sự im lặng đó nên ở Donbass. Đó là lý do tại sao tôi muốn nói với người dân Nga hôm nay. Tôi đang nói với bạn không phải với tư cách là một tổng thống. Tôi đang nói với bạn với tư cách là một công dân của Ukraine. Hơn 2.000 km đường biên giới chung đang chia cắt chúng ta. Dọc theo biên giới này, quân đội của các bạn đang đóng quân. Gần 200.000 binh lính, hàng ngàn phương tiện quân sự. Các nhà lãnh đạo của các bạn đã bất chấp để họ thực hiện một bước xâm chiếm tới lãnh thổ của một quốc gia khác. Và bước đi này có thể là khởi đầu cho một cuộc chiến tranh lớn trên lục địa châu Âu. Chúng tôi biết chắc rằng chúng tôi không cần chiến tranh. Không phải chiến tranh lạnh, không phải chiến tranh nóng. Không phải là sự kết hợp của hai hình thức này. Nhưng tôi bị quân của kẻ thù tấn công. Nếu quân thù cố đánh cướp đất nước của chúng tôi, tự do của chúng tôi, cuộc sống của chúng tôi, cuộc sống của con cái chúng tôi sẽ tự bảo vệ mình. Không phải tấn công mà là tự vệ. Và khi bạn tấn công chúng tôi, bạn sẽ thấy khuôn mặt của chúng tôi, không phải là lưng mà là khuôn mặt của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chiến đấu. Chiến tranh là một thảm họa lớn và thảm họa này phải trả giá rất đắt với mọi nghĩa của từ này. Mọi người mất tiền bạc, danh tiếng, chất lượng cuộc sống, mất đi tự do. Nhưng cái chính là chúng ta mất đi người thân, mất cả tính mạng của mình. Họ nói với bạn rằng Ukraine đang tạo ra mối đe dọa đối với Nga. Điều này đã không phải xảy ra trong quá khứ, không phải ở hiện tại và nó sẽ không xảy ra trong tương lai. Bạn đang yêu cầu đảm bảo an ninh từ NATO. Nhưng chúng tôi cũng yêu cầu đảm bảo an ninh cho Ukraine từ bạn, từ Nga và các đảm bảo khác của bản ghi nhớ Budapest. Nhưng mục tiêu chính của chúng tôi là hòa bình ở Ukraine và sự an toàn của người dân Ukraine. Vì điều đó, chúng tôi sẵn sàng đàm phán với bất kỳ ai, kể cả bạn, ở bất kỳ hình thức nào, trên bất kỳ nền tảng nào. Chiến tranh sẽ tước đi sự đảm bảo về an ninh của tất cả mọi người. Không ai có thể có được sự đảm bảo về an ninh nữa. Ai sẽ phải gánh chịu tổn thất nhiều nhất từ nó? Người dân chứ không ai khác. Ai không muốn nó nhất cũng là người dân. Ai có thể ngăn chặn nó? Người dân, bạn có nằm trong số đó, tôi chắc chắn. Tôi biết rằng họ, nhà nước Nga, sẽ không đưa bài phát biểu của tôi trên truyền hình Nga. Nhưng người dân Nga cần phải được biết về bài phát biểu này. Họ cần biết sự thật, và sự thật là đã đến lúc phải dừng lại trước khi quá muộn. Và nếu các nhà lãnh đạo Nga không muốn ngồi sau bàn đàm phán cùng với chúng tôi vì mục đích hòa bình, có thể họ sẽ ngồi sau bàn với bạn. Người dân Nga có muốn chiến tranh không? Tôi muốn biết câu trả lời, nhưng câu trả lời chỉ phụ thuộc vào các bạn, những người dân của Liên bang Nga. Trở lại con đường quen, mang vết thương chưa lành, vết thương và tôi đi tìm cơn gió vỗ về mơn man, trở về miền dĩ vãng, những ước mơ âm thầm cứ khơi cháy trong lòng, tôi như ngọn đèn chạy dần. Nào gió lên để vết thương tôi than rên, để nghe lại bóng đêm dù điều buồn vua phố. Ôi khi nào gió lên để ước mơ tôi tìm.
nơi đây có vũng mây buồn tênh, nhưng vì sao đơn côi chung một niềm lẻ loi tiễn chân tôi. Sao đơn côi